chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chú chó tất bật phụ giúp ông chủ tàn tật, bán vé số gây xúc động. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi xe lăn và chú chó tên Lucky cùng đi bán vé số ở chợ, làm nhiều người không khỏi xúc động. Theo người chia sẻ clip, sự việc được anh ghi lại ở chợ Sa Đéc, Đồng Tháp. Chú chó trong clip là Lucky, được chủ nuôi hơn 2 năm, lông màu đen, mũm mĩm, dễ thương. Anh chủ bị khuyết tật bẩm sinh, hai chân teo lại nên phải di chuyển bằng tấm ván, có bánh lăn và phải dùng tay đẩy. Trong clip, người dân xung quanh ai cũng tỏ ra thích thú, âu yếm gọi Lucky là con, xưng là cô chú và gọi người đàn ông bán vé cùng chú chó cưng là hai cha con. Thậm chí sau khi chứng kiến tình nghĩa chú chó dành cho người chủ tật nguyền, còn có người tuyên bố sẽ không ăn thịt chó nữa. Chú khỉ láu lĩnh bán hàng trăm vé số mỗi ngày ở Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, hình ảnh người phụ nữ trung niên cùng con khỉ nhỏ dạo quanh các con phố ở Cần Thơ để bán vé số đã gây nhiều sự tò mò với người chứng kiến. Điều đặc biệt, con khỉ đã bán được rất nhiều vé số cho chủ của nó. Con khỉ được chủ nó mặc đồ trông rất sặc sỡ, tay chú khỉ còn một xấp vé số và đã cột chặt bằng dây thun đi vào các quán cà phê để mời chào khách. Khi đến gần khách, chú khỉ đưa tập vé số ra mời. Khách mua xong, khỉ lấy tiền đem lại đưa chủ, rồi cầm tiền thối trả lại và bắt tay chào khách. Có những khách khỉ không bắt tay thì lại cúi đầu chào để cảm ơn. Cách bán vé số này đã giúp cho chủ của con khỉ bán mỗi ngày vài trăm tờ vé số dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Lý, chủ con khỉ dễ thương cho biết, tôi đã nuôi nó hơn 10 năm nay, khỉ nghe lời tôi răm rắp như vậy là cả một quá trình dạy dỗ nó rất công phu. Người huấn luyện phải hiểu về loài khỉ, yêu thương nó, nhưng cũng có những lúc nghiêm khắc và biết cách đề phòng khỉ tấn công về bản năng hoang dã. Bà Lý cũng cho biết, con khỉ của bà Lý rất dễ ăn. Món ăn chính mà nó yêu thích chính là các loại trái cây. Thức ăn của nó là do nó lao động kiếm được, tôi thương con khỉ này như con mình vậy. Mấy năm gần đây, tôi đi đâu thì cũng đem nó đi theo. Anh Trần Quốc Trung, một khách hàng của khỉ cho biết anh không có ý định mua vé số, nhưng trông con khỉ nhỏ dễ thương lễ phép gây sự tò mò nên anh mua ủng hộ cho chú khỉ vài tờ để động viên nó. Theo quan sát của phóng viên, có nhiều vị khách cầm xấp vé số nhưng không mua mà chỉ móc túi cho khỉ 10.000 đồng và trả lại xấp vé số, nhưng khỉ cứ lắc đầu trả lại tiền. Con người thấy khỉ dễ thương nên cho kẹo nhưng nó lắc đầu không nhận vì chủ của nó chưa cho phép. Chú chó nhỏ đội mũ chống nắng hớn hở người bán sầu riêng khiến dân mạng thích thú. Quý vị thính giả thân mến, đứng trước quầy sầu riêng, chú chó nhỏ với gương mặt vui vẻ như thế này chắc chắn nhận được nhiều cảm tình. Mới đây, những bức ảnh chụp lại cảnh một chú chó vàng vui vẻ ngồi trước quầy sầu riêng đang nhận được chú ý. Chú chó đội một chiếc mũ chống nắng, cười hớn hở thoải mái trông rất thú vị. Đọc lời chú thích đến kèm của người chụp ảnh lại càng hài hước hơn. Hồi trước làm sale bất động sản cũng đại gia lắm, từ khi quen thằng áo, con nó bị nhập rồi bán nhà, ra đường ở, bán sầu riêng tới giờ luôn. Với nhiều người, chó chính là người bạn đích thực của họ. Họ cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm khoảng cách bên nhau. Rõ ràng chủ của chú chó đi bán sầu riêng trên cũng có chung suy nghĩ như vậy. Trang bị cho hẳn một chiếc mũ rồi vui vẻ đăng hình bạn đồng hành lên mạng xã hội. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau sau khi xem hình ảnh trên. Đa phần đều cảm thấy rất thú vị và dành lời khen ngợi cho cách khai thác nhân công quá triệt để từ người chủ vui tính. Một Facebook lên tiếng, ôi, có bạn ngáo đi bán cùng thế này thì kiểu gì cũng đắt hàng, xem mặt nó cười, đáng yêu quá. Dân mạng khác thì viết, đây có phải cách nuôi thân sáng suốt nhất không nhỉ, chẳng ăn bám ai hết, tự làm tự ăn thôi đúng không, có vẻ chú chó nhà này cũng thích việc đi bán hàng lắm đấy. Trước đó cũng có rất nhiều chú chó được tạo điều kiện có công việc bán hàng giúp đỡ chủ, hình ảnh chúng ngồi trước quầy hàng hóa luôn khiến cho người đi qua rất thích thú. Let it go, pay my bank go.
thích thú với chú chó bán hàng dễ thương nhất mạng xã hội. Quý vị thính giả thân mến, việc thuê người mẫu để quảng cáo những sản phẩm mình đang kinh doanh là chuyện khá bình thường với các chủ cửa hàng bán hàng online. Tuy nhiên, thời gian này nhiều bạn trẻ đã tận dụng ngay chú thú cưng của mình như là chó, mèo để làm người mẫu bán hàng. Mới đây trên fanpage, chuyên bán kính online đã đăng tải những bức hình chú chó giúp chủ quảng cáo bán hàng gây sự thích thú thực sự. Không vùng vằng hay khó chịu khi phải đeo những cặp kính như đồng bọn khác, chú chó có tên là Jan lại tỏ thái độ ngược lại khi sức hợp tác với chủ nhân của mình trong những bức ảnh mang tính chất quảng cáo. Theo chia sẻ của bạn Đỗ Bá Mạnh, chủ shop bán kính thời trang online cho biết, Jan là chú chó dòng Collie Mini và đã được 3 tuổi. Bình thường Jan rất cuốn người, nhưng khi mình nghĩ tới việc dùng cô bạn này làm người mẫu thì đã nhận được sự hợp tác tuyệt vời. Bá Mạnh cho biết thêm, nhà mình có truyền thống kinh doanh kính mắt thời trang. Mỗi lần chụp ảnh sản phẩm thường phải nhờ bạn bè hay phải thuê người mẫu mới nổi để có ảnh hấp dẫn để bán hàng và mức chi phí cho việc này khá nhiều. Nên trong một lần ngồi suy nghĩ, tại sao mình lại không sử dụng thú cưng của mình làm người mẫu giống như những gì mà trước đây trên mạng xã hội đã xuất hiện. Sau khi những bức ảnh của Bá Mạnh được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự thích thú thật sự của dân mạng, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là hướng đột phá khá táo bạo của anh chàng kinh doanh hàng online này. Sự hợp tác của Jan đã làm cho thành công bộ ảnh bán hàng online theo phương pháp hoàn toàn mới. Chú chó tên Jan của Bá Mạnh dù chỉ là người mẫu bất đắc dĩ nhưng lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ dân mạng. Dù thế nào nhưng khi đã đeo kính là auto ngầu. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.